Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh thường tái phát nhiều lần. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do yếu tố vệ sinh trong ăn uống hoặc căng thẳng thần kinh. Để phòng tránh bệnh viêm loét dạ dày thì nên tránh ăn nhiều đồ chua, cay và có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Để có thêm thông tin về căn bệnh này, xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Xuất hiện những cảm giác đau ở vùng thượng vị, buồn nôn, đầy bụng. Nhưng do chủ quan nên chị Hương không đi khám mà chỉ tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Khi triệu chứng đau của chị đã rõ rệt, cơn đau càng tăng khi gặp thời tiết lạnh, chị mới quyết định đi khám tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. Tại đây các bác sĩ cho biết chị bị loét niêm mạc dạ dày và nó có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày hay ung thư hóa. Sau một tháng điều trị, hiện nay bệnh của chị Hương đã có những chuyển biến khả quan hơn. Cái kết quả hôm nay soi lại thì có đỡ hơn, không còn loét nữa, nhưng mà cái hiện tượng vẫn cảm giác như nó vẫn còn bị vẫn đau và vẫn cảm giác như nó vẫn khó chịu ở dạ dày. Nhiều người viêm loét dạ dày là do uống rượu bia rồi là làm việc nặng rồi ăn uống không điều độ rồi là tất cả mọi cái, nhưng mà riêng tôi nghĩ chắc là thời gian tôi bị mất ngủ nhiều. Thứ nhất là do nguyên nhân về do các yếu tố căng thẳng thần kinh hay lo âu hay giận dữ. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là do cái nguyên nhân do ăn uống, do bệnh nhân ăn uống có thể thái quá những đồ chua, đồ cay, có thể ăn uống không đúng bữa, ăn uống có thể không đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, và có nguyên nhân thứ ba thường liên quan đến các yếu tố gia đình và liên quan đến bố mẹ. Trường hợp của chị Hương chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân đang mắc chứng viêm loét dạ dày tái phát nhiều lần. Cách phòng chống viêm loét dạ dày tá tràng đơn giản và hiệu quả nhất là thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt bất hợp lý. Dạ dày thì là cái cửa ngõ đầu tiên của cơ thể tiếp xúc với môi trường thông qua các đồ ăn thức uống, là cái nơi mà cũng như là một cái nơi bể chứa của tất cả các thứ nào là chất chua, chất cay, chất mặn, chất ngọt, chất đắng, các cái chất kích thích, các đồ rắn, đồ lỏng, đồ ấy. Thì như vậy, nói như thế để ta biết rằng một cái môi trường trong dạ dày axit là rất khắc nghiệt. Thì vậy thì để đảm bảo tốt cho một cái như thế thì vấn đề thứ nhất vệ sinh an toàn thực phẩm, thứ hai là chế độ lao động làm việc làm sao để tránh cái căng thẳng nhất về cái mặt tinh thần, thứ ba là vấn đề chế độ ăn uống làm sao thì không ăn chất cay, chất chua nhiều quá, rượu bia các chất kích thích, rượu chè, cà phê các chất kích thích. Ở Việt Nam hiện nay ước tính có khoảng 7-10% dân số bị viêm loét dạ dày. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, nhưng người lớn có tỷ lệ mắc cao hơn trẻ em và nam giới có nguy cơ mắc cao hơn phụ nữ. Đây là bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, không nên trì hoãn việc điều trị và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ. O2TV, kênh truyền hình chuyên sâu về sức khỏe, được Bộ Y tế bảo trợ thông tin.